Hôm nay Xuân Bắc mới quay một bà cụ ăn lá đu đủ mà ăn với cháo cả nhà. Hôm giờ quay người đồng bào họ ăn lá đu đủ cũng nhiều á, nhưng mà hôm nay mới quay cái hoàn cảnh của bà cụ ở một mình là trên núi trên này. Thấy thương cuộc sống của bà cả nhà. Nhìn rau xanh thấy ngon quá. Xuân Bắc Vlog mến chào cả nhà thân thương. Quay trở lại màn ảnh nhỏ trong video ngày hôm nay nha cả nhà. Hôm nay Xuân Bắc lại tiếp tục dẫn cả nhà đi lên cái miền núi xa xôi, hẻo lánh của địa phận tỉnh Ninh Thuận. Ở trên này có rất là nhiều người đồng bào Đắk Lây họ sống ở trên này cả nhà. Mùa này đang là mùa khô, thì bà con người đồng bào họ đi nhặt phân bò ở trên những cái sườn núi như thế này này, rất là nhiều luôn cả nhà. Xuân Bắc đi lên trên này thì mình tình cờ thấy một bà cụ dáng người rất là nhỏ luôn cả nhà. Bà đang lom khom bà nhặt phân bò ở đây này. Đó thì bây giờ Xuân Bắc sẽ vào trò chuyện với bà cụ xem là bà đang làm cái gì và cái cuộc sống của bà cũng như là hoàn cảnh của bà như thế nào. Sau đó thì Xuân Bắc sẽ về cái nơi bà ở để chia sẻ những cái hình ảnh cái nơi bà ở như thế nào, chia sẻ đến cả nhà trong tập video hôm nay nhé. Rồi mời cả nhà đồng hành với Xuân Bắc Vlog nha. Xuân Bắc bây giờ đang tìm cái đường đi qua bên kia. Cái chỗ này nó hơi khó đi cả nhà. Gió rất là lớn luôn. Phải đi vòng cái đường này mới có cái đường vô. Bà năm nay cũng vào khoảng 80 rồi. Nhất nữa. Dạ. Mà chị đâu cũng nghe, đâu có nhớ là năm nào đâu. Bà sinh năm 54 là vào khoảng 70. Chắc biết đâu nữa. 7 mấy chứ. Chắc dạ. Dạ. Ai nào cũng hỏi bà chứ bà là mấy tuổi. Bà cũng nói như vậy à, bà chết mẹ từ nhỏ mà bà đâu có nhớ nữa. Bà năm nay là 70 tuổi. Chắc vậy. Dạ. Gió mát quá bà ha. Ừ, mát gì hôm là thôi chứ rồi là bằng áo ba lúc bốn lúc mình đâu có ấm đâu. Dạ. Ừ. Đó, bà nhặt phân bò hết vào trong luôn cả nhà. Cái này là bà gùi về làng bà bán hay là người ta lên đây người ta mua cho bà? Ta lên đây là ta mua lên đây. À, lên trên này mua cho bà luôn. Này, nếu là măng xuống ở dưới đó thôi măng đầu đìa có nổi đâu. Xa tuốt ở dưới phục trung á. Dạ. Ừ. Nói gì đi măng phần bò mà đi bộ mà đi không mà cũng mệt đó chứ. Từ đây dưới làng xa quá bà ha. Xa. Phải gần đâu. Xíu bà dẫn con về nhà bà nhá. Ừ. Chỗ bà ở ấy. Được không bà? Ừ, đi đùm phân xong rồi đi nhà bà. À, đi nhặt phân xong đã. Ừ. Bà nhặt tới mấy giờ bà về? Đầy gùi là về hả? Đầy gùi mới về. À, đầy gùi mới về. Mà bữa nay bây giờ này là nếu không đây thì nếu con biểu là đi về là về. Nếu con một mình ba ngày hôm qua ngày hôm kia là cỡ một bao mới về. Một bao luôn? À. Là một cái gùi với một bao nữa hả? Không phải ở đâu, nếu là có phần nhiều thì một bao cho để kiếm hút đại một gùi nữa. À. À. Trên này cũng hoang vu cả nhà. Đằng sau là đồi núi không à? Chà mấy cái tảng đó nó khô khó nhặt bà ha. Ừ, khô nên đụng phần ướt đó thì lên cho nó phơi lại. Dạ. Rồi bây giờ bà về bà nghỉ trưa bà ăn trưa hay sao? Nó ăn trưa trưa luôn á. Chưa ăn gì luôn. À. Rồi có ăn không? Ăn chưa ăn luôn, sáng này là tranh thủ đi lộn. À sáng là tranh thủ đi lộn. À tranh thủ đi lộn. Nhà còn gạo còn gì ăn không bà? Không có gạo đó, còn có 1 ký không biết. À, còn được khoảng ký hả? Ừ. Rồi bà nấu cơm bà ăn với gì? Nấu cơm ăn dạ muối, dạ bột ngọt gì để ớt, nó trộn lá, luộc lá thu đủ ăn á. Luộc lá thu đủ ăn hả? Ừ, chầm với thu đủ á. Chầm với muối ăn á. Lá thu đủ với muối? Ừ. Là ăn với cơm không vậy thôi? Ăn với cơm dễ à. Dạ. Ngày hôm qua, ngày hôm gì cũng ăn dễ à, ngày nào cũng ăn dễ à. Ngày nào cũng ăn vậy hả? À. Như có tiền thì mua cá, mua mắm ăn, có tiền thì chỉ là ăn thu đủ, luộc thu đủ ăn á. Dạ muối, dạ ớt. Con gái bà, hai người con gái của bà là có gia đình chưa? Có hết rồi, có cháu rồi. Có cháu luôn rồi hả? À, có cháu rồi. À, vậy là cũng lớn tuổi ở riêng rồi hả? À, nãy giờ là cũng được mỗi ngày một đứa cháu rồi. À. Ừ. Bữa trước con có quay một cái chị, cái nhà tôn, cái đường đi lên trên núi này nè. À, bữa hả? Dạ. Ừ. Lúc đó là có cháu, có con nó rồi, có cháu. Nhỏ cỡ này thì cháu có bà. Lúc đó. À. Quê được chỗ đó bữa mà. Quen hả? À. À, dạ. Tại cái đường cả nhà biết sao, cái đường mà đi lên trên này nè, đi trên cái trên núi ở đây á, là đi ngang qua cái hộ gia đình mà bữa trước Xuân Bắc quay. Nhưng mà hôm nay vào tính vào thăm chị á, trở lại thăm chị, nhưng mà chị lại không có nhà. Cho nên là đi vào đây xem là có bà con đồng bào họ sống ở trong này không, thì khi mà Xuân Bắc đi vào cái khu đồi trống ở đây này. Lúc đó là chụp hình về cái bà mẹ nó bên kia nữa. Dạ. À. Thì lại gặp Xuân Bắc lại gặp bà cụ đang nhặt phân bò ở đây. Ừ. Sắp đầy gùi rồi bà ha. Ừ. Đấy, không đầy gùi thì đi cũng được. Mình vừa lung lại. Dạ. Chắc nào là con là đi theo bà rẽ đây đấy. À. Xíu bà về bà nấu cơm con ăn với được không? Ờ, ăn đi. Ăn đi hả? À. 1 ký hai bà cháu ăn đủ không? Ừ, ăn mỗi ngày một muỗng cũng được. Một muỗng hả? Ăn được đó. Dạ. Bà cười rất là tươi cả nhà. Bà răng đi đâu hết rồi á. Răng đi chơi hết rồi. Răng chưa mọc đâu. Dạ, răng chưa mọc. Nó chưa mọc rồi. À. Mà thấy già mà răng chưa có mọc đâu. Răng chưa mọc luôn. Rồi khi nào mới mọc răng? À, biết gì chắc là vụ đất mới mọc luôn á. Dạ. Cân là thôi để lại. Dạ. Bà cũng rất là vui luôn cả nhà. Ừ. Nặng chứ bà, nặng có khiêng cho? À, cái nó không nặng đâu. À. Rồi tranh thủ đi về. Sắp đầy gùi rồi. Ừ, sắp đầy gùi rồi. Ừ, con đây nè. À, cứ đi là mình thấy là mình nhặt bà. À, à. Dạ. Bà chỉ có nhặt phân bò thôi hả? Bà có chăn bò không? Chăn bò, ô chăn bò đi không nổi đâu. Đi không nổi hả? Ừ, bà bò đi mẹ này mình đi theo bò không nổi đâu. À. Đi đồng bậy bạ như vậy à? Đi nhặt bậy bạ vậy thôi, à, kiếm tiền thôi. Kiếm tiền bậy bạ. À. Bà lớn tuổi rồi không có ai thuê bà chăn bò hả? Ừ, chăn bò không được đâu. Dạ. Bò đi mẹ này mình đi theo bò. Bò đi mặn mình đi theo bò không nổi. Đi không nổi. Dạ. Bò đi là toàn là bò chạy không à. Ôi gió mạnh quá bà. Ừ. Dạ. Gió mạnh quá. Thấy thương bà cụ cả nhà. Năm nay bà 70 tuổi rồi. Mà bà ở có một mình thôi. Con cái thì có gia đình riêng, ở riêng hết rồi. Hàng ngày thì bà đi nhặt phân bò để bà kiếm tiền cả nhà. Bây giờ Xuân Bắc sẽ theo bà về cái nơi bà ở để chia sẻ đến cả nhà những cái hình ảnh cái căn nhà của bà ở như thế nào nha cả nhà. Đó, bà nhặt được một cái gùi. Đó, bà cứ đi bà thấy là bà nhặt à. Xuân Bắc kêu đưa cái gùi con gánh cho. Bà kêu là bà gánh quen rồi. Khu nêu phần uất lên nặng á. Dạ. À, ngày hôm qua ngày hôm kia nè bà lùm đầy gùi nè phần uất á. Thường bạn đem ngô đâu có được. Dạ. Đau hết trong người á. Nhà của bà nhá cả nhà. Bà vừa mới đi về thì Xuân Bắc thấy á là bà đang nấu đồ ăn để bà ăn hay sao đó. Bây giờ Xuân Bắc sẽ vào làm một cái trend nhỏ nhỏ với bà xem là bà sẽ như thế nào nha cả nhà. Hôm giờ đi lên trên này thử thách bà con á thì để kiếm thử công việc á Xuân Bắc làm thử để trừ xem trừ làm kiếm tiền thử xem như thế nào mà chưa kiếm được cái công việc nào hết cả nhà. Thì bây giờ Xuân Bắc sẽ vào mình kêu là đang đi bán một phần quà mà không có ai mua. Bây giờ mình sẽ bán thử cho bà cụ và xin bà ở đây làm cái công việc với bà xem là bà có đồng ý hay không nha cả nhà. Nãy giờ chưa có trò chuyện, chưa nói với bà cái gì hết trơn á. Đi vô nha. Bà đang ở đây nè. Và đây là cái căn nhà bà ở này cả nhà. Đó, cái căn nhà này không biết là nó cũng khá là mục rồi cả nhà. Để Xuân Bắc bỏ cái này xuống một tí coi, nặng quá. À dạ. Wow. Cái này chắc là cũng lâu rồi cả nhà, nó mục lắm rồi này. Ván. Thôi mình đi vô trong nha, xem bà đang làm cái gì cả nhà ơi. Dạ, con chào bà. Bà đi nhanh quá con theo không kịp luôn á. Con đi con lấy cái phần quà á. Bà đi nhanh quá con theo không kịp. Hồi nãy con trò chuyện với bà á. Dạ, con chưa có nói rõ. Con chưa có nói rõ làm sao con lên đây. Bà biết con lên đây làm gì không? Bà không biết đâu. Bà không biết đâu. Tưởng là đi. Bà ơi, con đang đi mang cái phần quà con đi con bán á. Dạ, một cái phần đồ ăn á. Đi lên miền núi này bán, thấy bà con mình đi xuống dưới làng xa quá. Để mua thì con lên đây con bán cho bà con mình ăn dần. Dạ. Mà con bán từ sáng giờ không ai mua, con mua bây giờ con lỗ vốn rồi. Không ai mua luôn bà. Không ai mua đâu. Dạ, không có tiền. Đa phần bà con ở trên này không có tiền mua. Đi bán sáng giờ không ai mua hết á. Mua đâu ai đâu có đi dạ. Đâu có tiền đâu. Hay bà lấy cho con đi. Bà lấy là bà lấy gì đấy bây giờ nó không tốn tiền mà bà khổ quá như thế nào nè. Không bà lấy không thôi, không đấy. Cần phải trả tiền. Đây không thì được nhưng mà bà mua bà không có tiền. Dạ, bà lấy quá, rồi bà quá mà. Bà lấy rồi bà cho con ở đây đi. Bà cho con ở đây rồi con đi hàng ngày hai bà cháu mình đi nhặt phân bò. đi. Con kiếm tiền, con tìm cái công việc trên này con làm. Đúng rồi anh dạ. Dạ. Được không bà? Bà nếu con đi lụm cha thì phần đủ bụi. Hay bà đi lụm phân bò bà nuôi con đi. Bà nuôi con cũng nuôi bà tới chắc là bà con nuôi bà tới chứ bà già rồi. Con để cái phần quà lại. Được không bà? Hay là con để phần quà đây con ăn hết phần quà. Hai bà cháu mình ăn hết phần quà rồi con về. Nếu vậy thì được không? Là hết gạo đi lấy gạo ăn tiếp. Không có gạo. Không có gạo thì nhịn lông dạ. Phân bò. Không. Con không có gạo đâu. Lông phân bò đuổi gạo ăn. À đi lượm phân bò rồi con mang phân bò xuống con đổi gạo ăn. Đúng rồi dạ. À. Là con mang phân bò xuống dưới làng hả? Mang xuống dưới làng. Xa quá con đi đâu nổi. Xa mình nếu xa thì nghỉ nửa đường nghỉ. Xong hết mệt rồi đi lại tiếp. Hết mệt rồi mình đi tiếp hả bà? Hết mệt rồi đi tiếp. Dạ. Vậy là con để cái phần quà ở đây nha, chứ con mang đi cũng mệt quá. Dạ. Nếu là con để là để. Dạ. Hồi nãy bà nói với con là ông mất lâu rồi nè. Mất lâu rồi. Dạ, là bà có hai người con gái. Hai người con gái là có gia đình là ở riêng hết rồi. Ở riêng hết rồi. Còn cái căn này là bà ở đây một mình. Ông một mình bà đây nè. Lúc cái căn này là ông dựng hay là bà dựng? Cái căn này. Ông bà dựng. Hai ông bà dựng hả? Dạ bà dựng. dưỡng xong rồi ở cơ 2 năm, 3 năm ông mới chết. Dạ. Chỉ còn một mình ba thôi. Khi dựng lên là ông ở được 2-3 năm là ông mất hả? Ông mất. Dạ. Bà cười cái con coi nào. Coi gì, coi con hết răng rồi, coi gì nữa. Con kêu con xem là răng bà sao chưa mọc răng? Chưa mọc mà để đâu có con làm còn thấy rồi. Con cũng răng, thấy rõ rồi. Răng cũng rụng hết rồi bà ha. Rồi hàng ngày mình cái răng mình rụng nhiều như vậy đó. Đâu có chuyện vậy đâu. Chứ rồi bà ăn gì? Hả? Còn bây giờ còn nú không hả? Ăn bậy bạ hả? Còn hai cái răng thôi cả nhà. Hai cái răng hả? Dạ. Còn có hai cái răng nè. Hai cái răng á. Dạ. Rồi cùng cấn là ăn không được, nó đau. Cơm trắng cũng không ăn được hả? Cháu thì ăn được. Cháu ăn được. Cháu ăn được mà cùng khô quá mà ăn không được. Cơm nấu nhưng mà gạo bà con ở trên này con thấy tao toàn là gạo khô bà ha. Gạo khô mình nấu cháo ăn, nếu mình ăn được nấu cháo. Rồi nấu cháo bà ăn với láo đủ hả? Nếu làm cơm thì làm dẻo thì ăn được. Nhỏ nhỏ. Nấu cơm dẻo thì ăn được. Nếu là làm cấn quá là ăn không được. Như vậy là nếu mà con ở đây với bà là con ăn cháo không hả? Thêm cơm là nấu dẻo. Nấu dẻo. Nấu dẻo là bà cũng ăn được, con cũng ăn được ha. Ăn được nhưng mà ăn cơm cấn là ăn được. Đau. Già thì khổ quá mà, già rồi gãy răng này khổ quá. Như con nay mai cũng vậy, gãy răng là ăn cũng khổ à. Con nay mai già cũng vậy đúng không? Đúng, đâu có cần răng đâu con vậy nữa. Già nó cũng hết răng rồi. Dạ. Trời mấy trời nay trời trên này nó lạnh đó bà, chùm cái này cho nó ấm hả bà? Nó ấm đây nè, tụi nó ấm nè. Ấm là đem một lúc thì lấy khăn lại làm một lúc lại, hai lúc cho nó ấm. Rồi cái nồi này bà đang nấu là nồi gì đây? Nấu cơm đây nè, nấu cháo nè. Nấu cháo hả? Dạ. Nấu cháo. Nấu cháo với cái gì bà? Nấu cháo ăn không nè, ăn với muối mà. Ăn với muối. Nó là đắt nữa là hai đắt đủ đó, đó mấy hai đó. Bà ăn được không? Hả? Lá đủ bà ăn được không? Lá nè, bà cái hái cây này hả? Đó. Cái cây này bà hái trụi hết cây rồi. Hết rồi, con có mấy lá hả? Còn có mấy lá trên thôi. Còn có mấy lá trên tôi ở dưới đó hái hết rồi. Bà hái bà ăn không hả? Nó bà luộc xong rồi giả ớt, giả muối xong rồi chạm ăn. Đó có nơi lá con đó đây nè. Dạ. Ăn là ăn thiệt, đâu không có nơi lá đâu. Trên này bà có nuôi heo rồi nuôi gà gì không bà? Gà có mấy con gà kìa. Gà ít hay là cũng một mấy hai mấy à. Có mấy con vậy thôi hả? Heo bữa là đuổi gà ăn rồi một con mẹ. Con gì bà ăn nuôi mấy con heo? Lúc đó là hai con là bán hết rồi, mà bán là nuôi mua gạo mua mắm ăn hết rồi. Còn bây giờ còn một con thôi. Giờ một con. Con nhỏ cái này. Con nhỏ xíu hả? Nếu không có tiền nay mai là đuổi gà ăn tiếp. Hết đó là đẻ hả? Không có gì ăn nữa. Không có gì ăn nữa. Hết. Bà đói chưa? Đói chưa, cháu chín cái đã mới ăn chứ. Bà ơi. Bà đi nhặt phân bò như vậy là bà chỉ nhặt phân khô thôi đúng không? Phân ướt bà đâu có nhặt đúng không? Đâu, phần ướt là con lộn xong là để cho nó khô. Mới là họ với lên nó hốt. Ớt cũng lụm luôn. Ớt cũng lụm đừng á. Dạ. Rồi mình về mình phơi. Mình phơi lại. Đó bó trong đây nè. Đổ trường á. Đổ trường nè. Đổ đằng sau nhà bà ha. Ở đây là củi là bà đi chặt luôn đó hả? Củi bà đi lụm chỗ bể bể. Đi lụm. Lụm về mình trộm hả bà? Trộm nữa, trộm nó cũng ăn nè. Đi xa đi không được nữa. Đi không nuôi măng không nuôi nữa. Không mang nổi nữa. Rác đi, nếu không đi thì sức nào là con cháu là nuôi mình. Nhiều ít mình phải đi độm chứ. Sao bà không ở với con cái? Con cái gì quen ăn ở riêng rồi. Ở riêng rồi hả? Ở riêng rồi, con có cháu, con có con. Mặc mới thì mình đi theo con, mình phải ở riêng chứ. Ở trên này con thấy là cuộc sống bà con mình là đa phần là ở riêng hết bà ha. Ở riêng hả? Con cái là lập gia đình là ở riêng. Mặc mai là con là chưa có bắt chồng thì mình ở được. Dạ. Là con trai gì con gái gì đó. Mà bắt chồng bắt vợ rồi mình phải ở riêng. Phải ở riêng. Nếu là trai con, gái gì cũng ở riêng hết. Ở riêng á. Nếu là chưa có bắt chồng, chưa có bắt vợ, còn mình á thì mặc mai là mình ở được. Dạ. Nói chung... Rồi sau này bà bây giờ đang còn khỏe nè, sau này bà già yếu rồi sao? Biết gì, dám mẹ không biết nữa. Nếu là mình chết thì con chung là hai chung hay không chung thì mình đâu có biết nữa. Dạ. Nếu là sợ thối là mình chắc là con chung chứ sao đen dạ nó thối sao mà ở được. Ở được đâu. Dạ. Bà cho con đi ra coi cái lá đu đủ tí bà. Đi coi đi, bà đi với con tí đi. Đó, nè. Dạ. Cái cây đu đủ chỉ một cây một thôi. Sao mắt thấy là bà hái cái cây đu đủ trụi hết lá rồi cả nhà. Nó hổm á. Bà hái đây này hổm á. Xong mình sắc xong là mình giả ớt, giả muối mình được chồng ăn đây này. Dạ. Cái lá già vậy mình cũng ăn luôn hả bà? Đây nè, ăn trên tuốt trên đó lại nè. À ăn từ dưới gốc ăn lên hả? Trời ơi thương bà quá cả nhà ơi. Có mình bà già ở mình thôi. Đây là chỉ hai ba lá thôi, đây này để dành. À để dành. Dạ. Để dành ăn. Rồi cái nồi to đùng này là nồi gì bà? Nồi heo. Nồi heo. Cái nồi cơm heo. Đó là ít hạt không. Trong này có cơm heo chưa? Có rồi, ít hạt đây nè. Cái này bà nấu vậy là bà cho ăn dần ha. Con chở sáng á. Dạ. Con chở ở dưới nhà. À con gái chở lên hả? Dạ. Rồi con cháu có hay lên đây thăm bà không? Mới lên hồi sáng, lên xong rồi chở con đi học, không phải học bữa nay nghỉ. À chở con đi học. Chắc mai học á. Dạ. Bữa nay là nghỉ, chủ nhật mà. Chủ nhật. Bát đũa bà ăn là bà để ngoài này ha. Bà trên thế này chứ. Bà tối là bà ngủ trong cái nhà này hả? Đó nè. Dạ. Trong chòi đó. Bà ngủ mình trong chòi này luôn. Còn nước mấy cái can này là bà gánh ở đâu? Đâu, gánh nước này là nước mưa bữa. À nước mưa bà hứng hả? Bữa, đây này hết rồi nè. Còn cái này đây hết rồi. Chà mấy cái can này nó cũng lâu dữ rồi bà ha. Hết này là hết nước này để đi múc nước ở dưới bụi trăng ở dưới đó. Xa không bà? Xa chứ, lúc chú còn đền hồi nãy. Nãy giờ còn ở dưới đây là đi bên kia về bên này. Mà bà tự đi múc luôn đó hả? Đi múc. Trời ơi. Ăn phải vừa thế này nhỉ. Già rồi bây giờ sống một mình cái gì cũng phải tự làm hết cả nhà. Tự làm chứ. Chắc nào còn cho ăn. Rồi bây giờ cái lá đu đủ này là bà luộc bà chấm muối hả? Ăn với cháo. Ăn với cháo. Dạ. Nó luộc thế này nè. Vậy mình xé xong mình chấm muối ăn á. Mình luộc xong mình xé mình chấm muối ăn. Xong rồi bây giờ đổ nước vô luộc hả bà? Luộc. Luộc nó chín. Dạ. Đây là cái căn bếp của bà này cả nhà. Đó. Bếp này là vô nó bay rách hết tùm lum tùm la rồi ấy. Dạ. Đây nắp xong cái đã. Gạo còn có bao nhiêu đây? Gạo còn nhiều đó hả bà? Đây này. Đâu cho con xem tí nha. Xem đi. Ơi còn có nhiều đây gạo à? Chưa được một tô nữa. Té luôn. Dạ. Nãy giờ nấu cháo rồi nửa lon. Nhà có cá ăn không bà? Không có cá đâu. Không có cá. À, không có tiền mà mua cá. À. Cháo chín rồi hả bà? Chưa chín đâu, còn à, bà đè ở dưới. Ừ. Dạ. Bà nêm muối hả? Ừ, muối chút ít thôi. Như quá là mình giả ớt dừa. À, còn muối nhiều không bà? Con đi tí nào. À. Còn nhiêu đó muối hả? À. Còn ngọt cũng có nhiêu đè. Đó, à. Một bữa ăn này không có. Còn có xíu ở dưới cái đáy lọ thôi. À, đó. Rồi trong này trống trơn luôn. À, đây, hết không có nữa. À. Khổ này khổ dễ. Dạ. Dạ bà ơi. À. Bà cho con thấy mặt bà hết một cái được không? Bà cởi cái khăn ra cái được không? Dạ. Đó. Bà cười tươi cái nè. Dạ. Bà ơi, hồi nãy con thấy bà rửa cái lá đu đủ á. À, dạ. Rửa lá đu đủ nãy sợ nó. Xong rồi cái nước này bà để đây làm gì? Nước này là để rửa tay. À, rửa tay hả? Rửa tay xong rồi bỏ là đổ cho con heo ăn. À, coi như là cái nước. Xong rồi để cho gà uống. À, cái nước sạch là bà rửa lá đu đủ. À, rồi xong bà đổ ra cái nồi bà để dành bà rửa tay. Rửa tay xong rồi đổ là cho gà uống, cho heo thả lằn uống. Nấu cho heo ăn. À. Rồi cho cua mấy em cún uống. Ừ. Mấy con chó uống bà ha. Chó uống, chó thêm uống, chó thêm là chó uống. Heo thêm là heo uống. À, dạ. À. Bà cười rất là thương luôn cả nhà. Thế không đẹp, không đẹp nữa, già rồi. Dạ. Gai răng hết rồi, không đẹp nữa. Vậy là đẹp lão rồi. À. À, vậy thôi bà thấy thương quá cả nhà. Nước này để rửa đá đổ xong rồi mình để rửa tay xong để đổ cho heo uống, gà uống. Xuân Bắc mời cả nhà thân thương vào trong cái canh chòi của bà, cái nơi mà bà ở hàng ngày, xem là canh chòi của bà như thế nào nha cả nhà nhé. Canh chòi của bà thì Xuân Bắc thấy là phía trên này này thì bà cũng lợp được cái mái tôn, là cũng che mưa được rồi này cả nhà. Đó, che mưa che nắng ở trên được rồi. Còn ở bên xung quanh đó thì những cái ván gỗ á, là Xuân Bắc thấy nó cũng khá là nhiều cái chỗ nó mục rồi cả nhà. Củi thì bà nhặt về bà dành ở đây, bà đi chụp. Bây giờ bà chia sẻ là bà già rồi, không còn sức để đi chăn bò cũng như là đi chặt củi rồi nữa đó cả nhà. Bà chỉ đi nhặt phân bò thôi. Nhưng mà cái mùa khô thì mới có phân bò để nhặt. Còn mùa mưa thì bà ở nhà thôi. Rồi đi xin bà con có gì ăn nấy bà ha. Ừ. Dạ. Bà ở trong này hả bà? Ừ. Dạ. Nên ai nào có con cháu có là nó cho vài đồng này mình ăn đỡ. Dạ. Mà mình làm mướn làm đâu có nuôi nữa. Dạ. Ừ. Bà ơi, vô trong này ấm rồi này. Ừ. Bà cởi cái khăn ra con muốn xem bà chút xíu nha. À. Dạ, nãy giờ chưa nhìn thấy hết mà cái gương mặt của bà nữa. Dạ. Wow. Bà rất là đẹp lão luôn cả nhà. Dạ. Bà cười cũng nhìn rất là hiền hậu luôn cả nhà. Đây, bây giờ bà cụ còn có nhiêu đây gạo thôi cả nhà. Đó. Đây bà để dành bà nấu cháo này. Gạo này á, cả nhà biết sao, cái gạo này khi mà nấu lên nó cũng rất là khô luôn. Đó, cho nên là bà nấu cháo bà ăn thôi. Còn mà nấu cơm thì phải nấu nó nhão bà ha. Nhão ăn được. Dạ. Cân quá, khô quá nó ăn được. Dạ. Đau miếng, đau răng này, không răng nữa. Đau răng là ăn không được. Ừ. Dạ. Rồi bà ngủ trên đây là tối là bà trải cái nệm xanh ở kia ra bà ngủ hả? Cái nệm là nệm đây nè. Dạ. Còn cái Cái thùng đó là cái thùng gì bà? Thùng này là thùng ta phát lâu rồi. Ta phát lâu rồi. Ai phát cho bà? Từ thiện á. À, từ thiện cho bà hả? À, bà đang dốc cái thùng xuống hả? Không có cái gì trong hả? Nó không có nữa nè. À, cái thùng không. Đó. Không có đâu. Dạ. Hết nước rồi, hết mưa rồi. Bữa là đằng nước ở dưới đó. À, mưa là bà hướng nước, bây giờ hết mưa rồi. Hết mưa rồi, đó để trong trời sợ nó vô nó bay cho nó bé. Dạ. Cho nó bé. Mà còn có nhìn nó có tiền mưa lại. Rồi bà ở đây mưa lớn rồi này kia nó có tạt vào trong này không bà? Không, vậy nè, có chứ đây nè. Nếu là mưa gió thế này là nó tạt ướt hết sập đây nè. Có nghĩa là nó không có dột từ trên xuống. Nhưng mà nó tạt từ cái máy này. Nó tạt này mới thay thì nếu là không thay thì nó dột. Dạ. Đây Xuân Bắc quay cái canh tròi của bà cho cả nhà xem này. Bà có cái mái tôn che rồi, nhưng mà cái chỗ này này, đó, cái chỗ này nó còn hở rất là lớn này cả nhà. Cho nên là nếu mà mưa mà cái gió hướng này này, đó thì nó cũng tạt vào đây ướt hết luôn. Ướt hết, mưa đừng không à, đừng ngồi được đâu. À, đứng không hả? Ngủ không được nên mình đừng này. Hết mưa mình ngủ được á. Ồ dạ. Đang mưa lớn, đang gió lớn thì mình cứ đừng à. Ồ dạ vâng. Đâu ngồi được, đâu cũng nằm được đâu. Tội bà quá. Như là mưa bằng đêm cũng dễ, bằng ngày thì dễ, nhưng là bằng đêm á. Bà ơi, ở đây con thấy có mấy cái nồi nè. Nồi này nồi gì bà? Nồi còn nè. Cơm còn hả? Cơm còn á. Còn nấu từ sáng á. Nồi cơm nấu từ sáng. Cơm còn á, con nè, con hai đứa nè. Dạ. À, lên đây thăm bà rồi mang cơm lên cho bà hả? Dạ. Còn cái nồi này? Nó không ăn hồi sáng. Lên đây thăm bà rồi ăn luôn. Ủa cái nồi này nồi gì con mở không được? Đây là cơm ba. Cơm bắp. Cơm bắp. À, cho con coi cái nồi cơm bắp tí bà. Cơm trộn bắp nè cả nhà. Trộn bắp nè, bắp như để gỡ. Dạ. Con ăn thử. Bắp này là bắp lai bà ha. Bắp lai. Dạ, cơm trộn bắp lai. Dạ. Đó. Cơm trộn bắp đó cả nhà. Hôm nay Xuân Bắc mới thấy cơm trộn bắp lai này. Dạ. Rồi con đậy lại cho bà nhá. Đó. Dạ. Còn cái này là cái gì bà? Còn đem sáng. Con mang lên cho bà. Mang lên sáng. Mấy con cá. Mấy con cá. Cá này cá tươi chắc bắt dưới hồ. Chắc bắt dưới hồ. Dạ. Còn kho xong rồi còn đem đến. Ở đây con thấy bà con mình có cá tươi là hay bắt cá dưới hồ bà ha. Dưới hồ, chắc là cá này hồ, chắc cá hồ chưa. Dạ. Còn đem sáng á, đem xăng xong rồi nó về. Xuân Bắc đang quay toàn bộ cái canh chòi của bà cụ ở bên trong cho cả nhà xem qua. Tuy là có mái tôn che cả nhà, nhưng mà Xuân Bắc thấy là ở cái phần ở trên góc mái tôn á, nó hở cũng rất là lớn luôn. Đặc biệt là cái góc bên này này, cái góc bên kia thì cũng tạm kín rồi, còn cái góc bên này là hở rất là nhiều luôn. Cho nên là bà chia sẻ nếu mà mưa mà theo cái hướng tạt gió ngược về bên này á, là cái căn tròi của bà sẽ ướt hết cả nhà. Và bà không có ngủ được, bà thức cho khi nào mưa hết rồi bà mới ngủ. Làm cháo khô nước nữa. Cháo là được rồi hả bà? Dạ. Rồi cái nồi lá đu đủ của bà cũng sắp được luôn rồi cả nhà ơi. Chín rồi. Dạ, nóng hổi luôn. Dạ. Rồi bà bắt xuống luôn rồi. Xong rồi. Rồi chuẩn bị bà ăn trưa cả nhà. Thấy thương bà quá, đây là cái bữa ăn hàng ngày của bà luôn á. Hồi nãy Xuân Bắc quay á, cả nhà biết sao không? Xuân Bắc quay ở trong á có cơm và cũng có cơm bắp luôn. Nhưng mà bà khô á, cơm khô á cả nhà. Bà không có ăn được. Bà để hai ở cái đá nha. Dạ. Đây là nồi cháo của bà này. Bà đang đâm muối ớt hả bà? Ừ. Ớt này bà hái ở đâu? Hái đây nè. Bà trồng luôn hả? Bà ớt đó, ớt nó từ mình đổ không trong từ năm một. À, tự mọc. À, mà hút đó là bỏ lâu rồi nó mọc. À, coi như cái khu đó là bỏ hoang là bà lên đó bà hái hả? Ừ. Hôm nay Xuân Bắc mới quay một bà cụ ăn lá đu đủ mà ăn với cháo cả nhà. Hôm giờ quay người đồng bào họ ăn lá đu đủ cũng nhiều á. Nhưng mà hôm nay mới quay cái hoàn cảnh của bà cụ ở một mình ở trên núi trên này. Thấy thương cuộc sống của bà cả nhà. Nhìn rau xanh thấy ngon quá. Con ăn có được không? Dạ. Con ăn có được không? Chắc không được hết chứ. Nô Nguyên ăn ngon rồi. Bà ơi, bà nhìn con cái nha. À. Rồi bây giờ bà ăn nữa hả? Ừ. Như vậy là mình ăn thôi hả bà? Ăn. Đây đây. Bà múc cháo ra. Ừ. Ăn luôn nè. Dạ, con mời bà. Bà dùng tự nhiên nha. À. Cháo nóng hả bà? Ừ, cháo nóng. Mới nhặt sướng nè, rửa tay đã. Dạ. Bữa ăn đơn giản của bà cụ ở trên cái vùng núi cả nhà. Gà bà nuôi đây hả? Nhỏ xíu này hả bà? Nhỏ xíu. Thấy thương bà quá. Răng thì hom hem còn có 2 cái răng à. Dạ. Tự nhiên quay bà cụ cái Xuân Bắc nhớ ông bà nội mình cả nhà. Nhớ ông bà nội, ông bà ngoại của mình. Ông nội của Xuân Bắc là lúc mà ông già về cái tuổi già giống như bà này, ông cũng không có răng, cũng có một vài cái răng. Cho nên là nhiều khi nhìn bà cái tự nhiên nhớ tới ông. Con thử một miếng rau với bà nha. Con ăn luôn, ăn tao không biết bà này nè. Dạ. À. Con ăn luôn. Ơi. Đó. Con xin một miếng rau bà nha. Đó. Chấm muối này. Xuân Bắc ăn thử để xem là cái rau bà luộc á nó đắng như thế nào nha cả nhà. Ừ. Mời cả nhà nha. Nó có đắng rồi. Không đắng hả bà? Không. Ngon đấy. Đắng dữ hả bà? Dạ. Bà ăn quen rồi. À, cũng đáng ăn, quen ăn tới nhỏ rồi. Dạ. Đến già đây nè. Xuân Bắc ăn một miếng lá đu đủ để mình cảm nhận được cái bữa ăn của bà cụ. À, bà ăn cháo với cái lá đu đủ như vậy. Khi bà luộc như vậy á thì Xuân Bắc thấy nó còn đắng dữ lắm. Mà bà ăn rất là ngon miệng luôn cả nhà. Bà ơi. Ừ. Bà có mơ ước gì không? Mơ ước chứ. Bà mơ ước cái gì bà? Mơ ước là đi kiếm hàng không được, già rồi mà không có gì ăn, không có gạo ăn. À. Đi kiếm tiền không có được. Dạ. Là mơ ước như vậy á. Ừ. Là mơ ước có gạo ăn. Không có gạo ăn, không có kiếm tiền được đâu. Dạ. Sao bà không mơ ước có một bộ răng? Nay mai chúng cũng có răng chứ, nay mai răng chưa mọc lắm. Dạ. Có một bộ răng là mình ăn cho nó dễ dàng hơn bà. Nay mai cũng có ăn nhưng mà chưa có mọc. Chưa có mọc, nay mai cũng mọc thôi. Nay mai cũng mọc. Dạ. Nó mọc xong rồi vô đất luôn á. Dạ. Mọc xong rồi ở tỉnh đất đâu. Dạ. Thương bà quá. Bà chia sẻ rất là vui luôn cả nhà. Bà kêu nay mai cũng có răng. Răng bà chưa kịp mọc. Tự nhiên lên đây trò chuyện với bà, mình thấy thương bà quá cả nhà. Cuộc sống của bà vừa thiếu thốn đủ thứ này, nhưng mà ngược lại là cái niềm vui của bà rất là lớn luôn cả nhà. Qua những lúc mà Xuân Bắc trò chuyện với bà, bà chia sẻ rất là vui. Đâm ra là Xuân Bắc cũng cảm thấy rất là thương bà cả nhà. Không ăn thêm ớt, ăn thừa cay. Không ăn là thèm ớt, ăn là cay. Ăn là cay. Dạ. Bà ăn ít thôi. Không thêm nữa, nếu thêm bây giờ là ăn lại, ăn để tiếp. Hết thêm rồi. Hết thêm rồi. Hết thêm rồi bây giờ. Lúc nào đói là ăn tiếp. Nếu là đói bụng bây giờ là ăn tiếp. Dạ rồi không có ăn giặt bao nhiêu nhưng mà là ăn xong rồi tôi bụng là chưa có no mà lại hết thêm á. Vậy á. Cứ ăn vậy đâu có sót đâu. Dạ, cứ ăn ít bữa bà ha. Chỉ là ăn ý là em bé nhỏ thôi. Dạ, ăn như bé nhỏ. Ăn ý bé nhỏ thôi. Dạ, ăn y như em bé nhỏ luôn. Ăn y là bé nhỏ thôi. Trời ơi, bà nói chuyện thương quá. Hồi nãy giờ con trò chuyện với bà là con ghẹo bà. Dạ. Chứ con lên trên này nè, con tìm hiểu cái cuộc sống của bà. Dạ, thì đây là một cái duyên bà ha. Một cái duyên thì con đang đi con gửi những cái phần quà của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bà con khó khăn miền núi. Thì con đi lên trên này con tình cờ con gặp bà, biết được cái cuộc sống của bà như vậy á. Thì hồi nãy con ghẹo bà là con tới đây là con bán không được là con bán cho bà. Dạ. Thế bà già rồi bán cho bà. Hồi nãy con cũng dùng mà chỉ mua con nước quê phần thôi. Dạ. Bây giờ con gửi cho bà 10 kg gạo bà nha. Dạ, cái bao này là 10 kg. Dạ. Đó là cảm ơn con á. Dạ. Rồi, con sẽ gửi thêm quà cho bà nhé. Đấy, thương bà cụ cả nhà. Xuân Bắc không có muốn ghẹo bà nhiều nữa. Mình gửi bà quà luôn. Thì con tặng cho bà, con gửi thêm cho bà 2 chai nước tương. Cảm ơn con nha. Đây là quà của Mạnh Thường Quân gửi cho bà nhé. Dạ. Rồi, hồi nãy bà hết dầu ăn đúng không? Đó, còn có chút xíu nè. Dạ, bây giờ bà lấy 1 chai hay 2 chai? Con cho bao nhiêu là lấy bao nhiêu. Dạ. Như cho 2 chai thì lấy, cho 1 cũng lấy. Dạ. Rồi. Đâu có bà xin đâu, nếu cho thương thì cho. Dạ. Thương thì cho, thương bà thì cho bà ha. Thương bà thì cho bà. Dạ. Rồi, con gửi bà 2 chai dầu ăn. Rồi, con gửi bà 1 thùng mì nhá. Dạ, 1 thùng mì. Hai bịch bột ngọt nha bà. Dạ, cảm ơn con nhé. Dạ. 2 bịch bột ngọt nữa con để đây nha. Để đó nữa. Sao? Đến đây cũng được, đến. Dạ rồi bà. Đây. Dạ. Rồi con gửi thêm cho bà 3 bịch muối nha. Dạ rồi, đây là 3 bịch muối nha bà. Rồi, đây là cái phần quà của cô Mạnh Thường Quân. Dạ, cô Mạnh Thường Quân hả? Dạ, Mạnh Thường Quân. Cô ở bên Canada cả nhà. Thôi để Xuân Bắc coi lại cái danh sách. Cái phần quà này thì Xuân Bắc trích cái số tiền của cô Nga bên Canada, thì con gửi cho bà một cái phần quà bà nhé. Dạ con cũng cảm ơn cô đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà đến bà con khó khăn miền núi. Ngày hôm nay con dùng cái số tiền con gửi một cái phần quà cho bà cụ. Bà vui không bà? Vui. Dạ. Bây giờ có quà rồi, có gạo rồi này, vừa mới hết muối, vừa mới hết bột ngọt, hết dầu ăn. Thì có bột ngọt, có muối, có dầu ăn, rồi có thêm nước tương, có thêm mì gói. Gạo thì cũng chuẩn bị hết. Dạ, có đầy đủ bà ha. Dạ. Thôi con cũng chúc bà thật nhiều sức khỏe bà ha. Dạ. Con đi khỏe nha. Dạ, bà cố gắng giữ sức khỏe, rồi có dịp con lại trở lại con thăm bà nhá. Nhớ gì ngày nào cũng đụng phòng bồi vậy. Đâu nghĩ đâu có được, nếu nghĩ thì lấy gì ăn. Ngày nào cũng đụng phân bò. Ngày nào cũng đụng phân bò ha. Dạ. Một bao, một ngày bà lụm được mấy bao? Nhiều là cỡ 2 bao, ít là cỡ 1 bao. Nguyên một ngày luôn? Ừ, một ngày luôn á. Dạ. Một bao bán được 18.000. 18.000. Dạ. Ăn cũng ăn 77 à. Dạ, là người ta lên trên này người ta mua cho bà. Người ta mua. Chắc là người ta thấy bà lớn tuổi á. Chắc rồi, vậy. Dạ, rồi người ta lên trên này người ta mua cho bà, chứ đa phần con thấy bà con là phải chở xuống dưới làng bán thôi. Nên là có xe người ta có xe là người ta chở bán ở dưới đó. Có xe là người ta chở xuống bán. Dạ. Có xe thì chở mấy họ dưới đó lên lên trên này nó mua. Dạ. Rồi, cả nhà thân thương, đó là hoàn cảnh của bà cụ. Ngày hôm nay Xuân Bắc ghé đến thăm bà, cũng như là chia sẻ những cái hình ảnh của bà để quý vị khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương, cảm ơn tấm lòng của các cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Xuân Bắc kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Tạm biệt cả nhà nha. Bà chào khán giả với con cái nha. Tạm biệt. Dạ.